nữ chính Britney luôn khác biệt. Các búp bê khác không chấp nhận cô. Nhưng Britney đã cố sống sót sau ngày tận thế đó. Nhưng cô nàng phải thay đổi một chút. Giờ đôi mắt màu hổ phách rất nghiêm túc nè. Làm nổi bật lông mày và thoa hai vạch son lên má. Mái tóc sáng màu đã biến thành tóc giả đen. Giờ nhìn xinh hơn rồi nè. May bộ đồ bó bằng vải thể thao màu đen. Cánh tay được làm từ kim loại lạnh. Britney trốn kẻ thù trong các hang động và khu rừng. Cô đã học tất cả về cơ khí. Cô nàng dễ dàng tháo rời xe cũ để lấy phụ tùng. Cái này sẽ có ích nè. Sống ở đây là thử thách thực sự. Và mình sẽ thắng thôi. Chloe sống trong thế giới cổ tích. Dùng kẹp tóc màu bạch kim để tạo kiểu tóc. Mình muốn bộ trang phục làm từ vải này. Làm áo lịch ngực ôm nha. Thêm tay áo. Váy hồng hoàn thiện rồi nè. Hoa dây leo với quả mọng trang trí phía dưới. Có vương miện hoa trên đầu nè. Chloe là cô gái xinh đẹp nhất thế giới cổ tích đó. Ở vùng đất cổ tích, tất cả các loài động vật đều sống trong hòa bình. Chúng đang tận hưởng hoa. Nhìn váy Chloe kìa. Nhớ mấy em quá. Khi cô chạm vào cái cây, nó như sống lại. Thế giới cổ tích là nơi hoàn hảo để sống đó. Nhưng thế giới hậu tận thế chắc chắn không rồi. Cách trồng cho mắt kính. Làm dây thừng nhỏ bằng da nhân tạo. Điều chỉnh độ dày của gọng. Kính sẵn sàng bảo vệ Britney khỏi ánh sáng chói rồi. Xe cảnh sát này có ích nè. Britney đã sửa nó bằng phần kim loại mình tìm thấy. Có cái kính rơi ra kìa. Thú vị đó. Mình cần cái như vậy. Thiết kế ngầu ghê. Xe này đã ghê luôn. Britney chạy rất nhanh vì không có xe nào trên đường cả. Tốc độ được đó. Adrenaline làm mình hạnh phúc quá. Lấy phần đáy ra khỏi chai. Bọc mảnh trong suốt bằng dây thừng ở bên trong và bên ngoài. Thêm lớp vải twin và dải ri băng lớn trang trí một bên nha. Bóng mút xốp sáng màu đã biến vỏ thành món phụ kiện thú vị. Wow, có thể để được nhiều thứ nha. Thế giới cổ tích có rất nhiều trái cây, rau quả. Chúng không chỉ mọc trên cây mà còn bay lơ lửng trên không nữa. Dâu này tươi quá. Và đây là lúa mì. Mình cũng sẽ hái luôn. Mình nhớ là động vật rất thích táo mà. Mình đã hái cả một giỏ. Giờ chúng ta phục vụ thôi. Mẫu nước hoa này có sứ mệnh quan trọng đó. Cắt chai và dán kính đấy. Hình dáng nguy hiểm ở đây có lý do. Bình xịt khí ga này không được rơi vào tay kẻ xấu. Mặt trời mọc trong thế giới hậu tận thế nè. Thực vật phát triển trở lại. Thiên nhiên đã được chữa lành sao? Nhưng đống rác làm hỏng mọi thứ rồi. Mệt quá, mình không thể bới rác được luôn. Đột nhiên, Britney thấy hàng rào. Có tiếng động nhỏ. Một bóng đen xuất hiện. Zombie khiến cô sợ hãi. Cô lùi lại và bấp ngã. Các zombie khác xuất hiện. Phải làm sao đây? Britney quyết đấu tranh với thứ mà mình có. Lãng phí đồ ăn không phải là lựa chọn tốt nhất. Lũ zombie thích mùi rác tươi. Mạo hiểm nào. Chỉ còn một hy vọng thôi. Britney phun khí ga vào mắt của zombie. Được rồi kìa. Thích trái cây của ta không? Ăn trắng miệng đi. Cách vào
vòng từ giấy xốp màu xanh lá. Có hai bên, giờ ta cần làm phần giữa nữa nha. Làm nón và phần trên cùng. Phụ kiện được bao phủ bởi rêu. Gắn các quả bóng đầy màu sắc vào. Các con vật tìm thấy vật thể lạ. Sóc đã đến lại gần nó. Nó chui xuống dưới và biến mất. Các loài động vật đang bị sốc. Sóc đâu mất rồi? Xuất hiện lại rồi. Chắc là nón tàng hình đó. Louis chưa bao giờ thấy điều gì thế này cả. Wow, mình thật sự biến mất nè. Ok, đủ rồi. Mình sẽ đội vương miện hoa và sẽ mang theo cái này. Mình cần tìm chủ nhân và trả lại món phụ kiện này cho họ. Phát thảo các thiết bị bảo hộ trên tấm da nhân tạo. May cạnh bên nha. Bộ lọc kim loại hoàn thiện thiết bị rồi. Nó bảo vệ phổi và có thể dùng như lớp ngụy trang. Reddy vẫn cầm bình xịt trên tay khi chờ lũ zombie tấn công. Nhưng lần này không phải là khí ga mà là sơn phun. Sẽ không gì cản được cô được. Vì không nghe thấy gì nên cô tiến lại gần hơn và tạo ra tác phẩm graffiti luôn. Thành phố bị phá hủy cần thêm vẻ đẹp mà. Reddy đã tìm ra cách để thể hiện bản thân bằng nghệ thuật đường phố. Biến chú ngựa thành kỳ lân phép thuật nào. Nối các dải đuôi bằng satin sáng màu để làm bon cầu vồng. Đuôi có tất cả các màu cầu vồng luôn nè. Móng hồng là điểm nổi bật của nó. Kỳ lân bước vào bụi ma thuật và dính kim tuyến hết các móng guốc luôn. Kỳ lân cần có cái sừng. Nó nằm ngay giữa trán nè. Bộ lông được bao phủ bởi kim sa phép thuật có hình ngôi sao và nửa mặt trăng. Chloe đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Có kỳ lân đang đi dạo gần đó. Và nó đang rất khát. Sinh vật này không thể tự lấy nước được. Chloe chú ý đến nó. Cô phải giúp thôi. Cô vuốt ve kỳ lân và cho uống nước từ tay mình. Nhờ trái tim nhân hậu, Chloe đã có được bạn mới rồi. Britney đang ngồi trước đống lửa và ăn chuối. Không phải là bữa ăn thịnh soạn, nhưng có còn hơn không. Trời sắp tối rồi, lửa sẽ sớm tắt. Đã đến lúc phải nghỉ về chỗ ngủ. Britney đã tự làm chiếc túi ngủ cho mình cách đây ít lâu. Cô ngủ quên trong chiếc túi ngủ công nghệ luôn. Một mảnh vỏ cây lớn sẽ trở thành đế. Gắn vài cành cây vào đây. Kiến này bị lạc rồi. Thêm dây mảnh vào khung của đàn hạt. Dây leo phủ kín cành cây. Rêu trên cây đàn hạt và bông hoa đã xuất hiện trên đây nè. Đàn hạt phép thuật này là kho báu đó. Một ngày, Chloe thấy nó. Cô đã chạm vào đây và không thể ngừng chơi được luôn. Giai điệu đã gọi đến nàng tiên rừng. Đàn hạt này. Mình thích bay đến đây và đàn các bài hát lắm. Bạn dạy mình nha. Được, nhìn nè, đơn giản lắm. Hãy lắng nghe trái tim và âm nhạc sẽ bắt đầu vang lên. Làm bình dưỡng khí từ son môi cũ. Sơn với màu sắc tươi sáng. Chuột mang sợi dây lại nè. Gắn ống mềm vào nơi chứa. Dùng nhựa trong để làm mặt nạ phòng độc. Làm ba lô bằng vải. Sau đó làm dây đai bằng da nhân tạo và thêm túi. Gắn các ống vào. Và bắt đầu thôi. Reddy có thiết bị mới nè. Xe hơi và biển hiệu bị lộn ngược. Và các cửa hàng trống trơn. Reddy đã đi qua một bãi rác. Nhưng cô không tìm thấy thứ gì để ăn. Ngay cả rau quả cũng ở khắp nơi. Nhiều đồ ăn sẽ lãng phí lắm. Chợ cũng vắng nữa. Mình sẽ lấy một hộp táo. Mong là nó ok. Xoắn khuôn dây cho mặt trăng nha.
băng keo sẽ cố định nó. Làm quả bóng bằng giấy bạc và phủ toàn bộ mặt trăng. Có lá vàng lấp lánh nữa nè. Chloe đang đọc sách. Làn gió đang đùa giỡn với mái tóc của cô. Chuyện này thú vị quá. Nhưng chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất sau đường chân trời rồi. May là cô có thể đưa lên mặt trăng ngay. Ánh sáng ở đây rất tuyệt. Chloe nóng lòng muốn biết câu chuyện sẽ kết thúc thế nào đây.